trận Alesia, đỉnh cao nghệ thuật dùng binh của Julius Caesar. Julius Caesar là một thiên tài quân sự của La Mã. Đó là điều ai cũng nghe tới, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ cái thiên tài của ông là như thế nào. Xin chào những người yêu sử. Trong video này, chúng ta hãy cùng nhau theo dõi trận chiến tại Alesia trong hành trình chinh phục xứ Gauls mà ngày nay là nước Pháp của Julius Caesar, nơi đã tạo nên tên tuổi của ông và là bước đệm mang ông tới đỉnh cao quyền lực tại Rome về sau. Alesia ngày nay là một vùng đất nhỏ thuộc vùng Burgundy tại Pháp, nhưng tất cả cư dân nơi đây không ai không biết đến việc Julius Caesar đã đánh bại vua Vercingetorix của bộ lạc Aveni, người đã thống nhất xứ Gauls. Gauls luôn là một cái gai trong mắt của người La Mã. Họ là những chiến binh dũng mãnh và thường đánh phá các vùng đất biên giới phía Bắc của Cộng hòa La Mã. Các cuộc chiến giữa hai phe đã diễn ra liên tục hàng chục năm cho đến khi Julius Caesar xuất hiện. Tháng 9 năm 52 trước Công Nguyên, Vercingetorix đã đưa quân tiến vào thành Alesia cố thủ, còn quân đoàn La Mã thì truy đuổi ở phía sau. Thành trì này nằm ở trên đồi và có vị trí phòng thủ rất tốt, rất khó để công phá. Vị vua người Gauls có trong tay 80.000 quân, nhưng ông cho rằng không cần phải tham chiến với La Mã. Họ có đủ thời gian để gọi thêm những quân đoàn khác tới chi viện và từ đó sẽ bao vây ngược lại người La Mã, tấn công vào kho quân lương và giành chiến thắng, cùng với đó là ít hao tổn binh lực. Còn đối với phía La Mã, quân đoàn của ông bao gồm 50.000 quân. Ông cho rằng đây là thời cơ để kết thúc cuộc chiến kéo dài này. Nếu ông rút quân, người Gauls hoàn toàn có thể trở nên mạnh mẽ hơn và sẽ rất khó khăn để tấn công thêm một lần nữa. Bởi thế, dù ít quân hơn, nhưng ông vẫn quyết định tiến đánh. Thấy rằng thành Alesia là một nơi dễ thủ khó công, lại thiệt thòi về quân số hơn, Caesar đã làm một việc mà chẳng ai ngờ tới. Ông đã ra lệnh cho quân đội xây một bức tường có chiều dài đến 16 km bao vây quanh thành phố. Nếu như ông không thể công vào được, thì kẻ địch cũng đừng hòng trốn thoát. Để chống lại việc này, Vercingetorix trong đêm đã gửi một người đưa tin xuyên qua vòng vây của La Mã để gọi tiếp viện. Caesar sau khi biết được điều đó, nhận ra rằng khi quân tiếp viện tới, quân đoàn của ông sẽ bị bao vây ở giữa hai đạo quân và sẽ bị đánh từ hai mặt. Nhưng ngay lập tức, lại một quyết định bất ngờ khác của Caesar được đưa ra. Thay vì rút lui, ông tiếp tục cho xây thêm một bức tường khác còn dài hơn, đến 21 km để bảo vệ lấy quân đoàn của ông. Ông cũng ra lệnh cho binh lính thu thập lương thực đủ dùng trong 30 ngày. Như vậy, Alesia bị bọc trong 3 lớp thành trì, còn quân đoàn La Mã đã tự đưa mình vào thế bị động khi chuyển về thế thủ giữa hai bức tường. Chuyện này cũng đã khiến Vercingetorix bất ngờ. Ông đã lo rằng nếu quân tiếp viện không tới thì Alesia cũng sẽ cạn kiệt lương thực. Từ thế phòng thủ, người Gauls nãy bị đẩy ngược lại thành thế phải tấn công để phá được vòng vây. Vercassivelaunus, em họ của vị vua xứ Gauls, đã đem thêm khoảng 80.000 quân đến ứng cứu. Quân tiếp viện đã nhanh chóng tấn công vào các bức tường thành phòng thủ của Caesar. Thấy quân tiếp viện tới, Vercingetorix xua quân ra hỗ trợ, nhưng chưa kịp tới nơi, họ đã phát hiện ra rằng Caesar đã củng cố các lớp phòng thủ, lại còn cho đạo kỵ binh của mình chạy vòng ra phía sau để tấn công, buộc quân đoàn tiếp viện phải tháo chạy. Ngày hôm sau, họ tiếp tục tấn công nhưng một lần nữa bị chặn lại bởi một vị tướng dưới quyền của Caesar. Đó là Mark Antony. Ông phát hiện ra quân Gauls đang tập trung vào một điểm trên thành nhằm tấn công bất ngờ trong đêm. Ông đã phản ứng bằng cách kéo các đội quân ở những vị trí khác mang về để cân bằng lực lượng và đẩy lui cuộc tấn công. Đến đây, người La Mã vẫn còn trụ vững trước sức ép từ hai phía. Mỗi khi quân tiếp viện tấn công, Vercingetorix cũng mang quân từ trong thành ra tiếp cứu, nhưng đã đều bị chặn lại và phải rút trở vào thành. Không thể tấn công, Vercassivelaunus đã cho quân đi dọc lớp phòng thủ của người La Mã và đã phát hiện một cao điểm ở phía bắc có thể tạo lợi thế cho cuộc tấn công tiếp theo. Vercassivelaunus đã tập trung binh lực từ cao điểm xuất quân tấn công thẳng vào tường thành của La Mã. Caesar ngay lập tức kéo gần như toàn bộ quân số còn lại đến bảo vệ tường thành và trực tiếp tham gia chiến đấu. Quân trong thành Alesia cũng ngay lập tức lao ra tiếp ứng, buộc La Mã phải chia quân để chống trả. Tình thế của Caesar là vô cùng ngặt nghèo. Đúng lúc ấy, Caesar đã ra lệnh cho bộ binh phải giữ băng được vị trí trong một khoảng thời gian, đủ để ông cùng toàn bộ kỵ binh của mình lẻn ra tường thành chiếm lấy cao điểm. Và từ phía sau, kỵ binh La Mã lao thẳng vào quân Gauls đang tấn công, rồi giải cứu số quân bị mắc kẹt tại yếu điểm phía bắc. Sau đó, ông tiếp tục thúc ngựa đánh thẳng vào các vị trí còn lại của đội quân tiếp viện, khiến họ bỏ chạy. Thấy quân tiếp viện đã bỏ chạy, Vercingetorix và quân đội của mình trong thành mất ý chí chiến đấu. Lương thực trong thành thì đã cạn kiệt, quân đội tiếp viện lại bị đánh bại dù áp đảo gấp đôi về quân số. Vị vua người Gauls nhanh chóng đầu hàng Caesar. Khoảng 12.000 quân La Mã đã bị giết trong trận đánh.
nhưng có tới hơn 100.000 quân Gauls cũng thiệt mạng hoặc đã bị bắt trở thành nô lệ. Ngay sau trận đánh, Caesar tiếp tục tiến quân với khí thế hừng hực, đánh chiếm nhiều vùng đất khác của người Gauls. Toàn bộ xứ Gauls mà ngày nay là nước Pháp đã rơi vào tay của người La Mã. Caesar bắt đầu tiến về thành Rome với quân đoàn hùng mạnh chưa từng có. Và trong thâm tâm, ông biết rằng con đường đến với đỉnh cao quyền lực của mình cũng chỉ vừa mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hay, đừng ngần ngại nhấn like và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.